sẽ là vai trò của nữ, có thể là hai nam nữ với nhau hoặc cũng thể là hai đứa nữ với nhau, thì luôn luôn nhớ rằng là nam thì là tiến và nữ thì lùi. Thì xin nhạc chúng ta chuẩn bị thực hiện bước cha 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 tiến lùi 2 3 1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì các bạn hãy thường xuyên tập luyện thật là nhiều, với chính là thật là nhiều để chúng ta có một bài tập thật là hay và đặc biệt để biểu diễn trong dịp Tết này nhá. Thân ái và chào tạm biệt các bạn.